Lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với coi như Khả năng ơi. Ngày hôm nay thì Khả đã tăng trang cho mình lên được xích đồ phòng thủ, lấy thêm một chút như nè. Trong thì cái độ trâu nó sẽ tăng lên một chút xíu. Anh em cùng theo dõi Khả anh em ơi. Có thể là vừa tăng độ trâu vừa tăng thêm độ độ đam nha anh em. Hiện tại bây giờ là ạc này á đang 100% là bùa nha mọi người. Đang 100% là bùa. Thì bây giờ Khả sẽ tăng rải đều cái điểm của mình đi. Và có thể nói là vừa bùa và vừa trưởng phụ đam nha anh em ơi. Vừa trưởng phụ đam nha. Và đội trưởng phụ đam hiện tại bây giờ Khải đang có không có cú bí kíp, thì bây giờ Khải sẽ đi cánh cú bí kíp ạ. Khải dự định bữa giờ rồi nhưng mà đi cánh cú bí kíp âm phong thực cốt à. Rồi ok, nên đi cánh một cú bí kíp âm phong thực cốt. Không rồi không cánh âm phong thực cốt ở từ từ cú bí kíp ở đâu Khải tìm rồi. Cánh ngay là full 90 luôn rồi mà. Đây. Chuẩn bị bữa giờ rồi. Đã lên đồ lên đá cho anh em xem đồ luôn. Sống này đến cái 10 hạ nghiễm này, sống này đến cái 10 luôn. Cái 10 khai chuyển về nam và với một cây hướng đam luôn, chuyên đam luôn. Và sẽ bổ thêm một con ngay 10 búp nữa. Đưa con kia gì đam và đưa một con lên búp. Và con ngay 10 đó sẽ là ngay 10 nam nha nè. Làm ngay 10 nam. Sẽ đồ ngay 10 nam khả đang dự định trong đầu là 80 chậm. 80 chậm 40 chó đó. Và hướng hướng đam một cây bên sát nội công 184 thì chắc là con em nam chắc phải qua ngày 15 anh em ơi. Qua ngày 15 thì Khải mới hết tầng chủ môn á, thì Khải mới đưa cái nón về cho nó được rồi. Giờ Khải tải hết điểm tiềm năng kỹ năng luôn. Sẽ đồ vừa rồi thì lượng kháng của nó là cũng khá đẹp anh em ơi. Kháng họ là 75 cộng 1, kháng lôi là 75, nhưng mà nó là không có đam này nọ thì mình cũng không thích lắm. Tầm này mình muốn tăng đam này. Đó anh em nhìn nè. Đường kháng này 75 cộng 1. Đó. Rồi bây giờ thì Khải sẽ tăng hướng kia vào. Khải sẽ tăng lại nha anh em. Đó là lượng kháng nó như cũ nè, chưa gì hết nè. 75 cộng 1 với đang có trang bị là một viên phong kỹ năng. Quân viên phong kháng cả 10 và kháng cả 5 là 15. Đó. Rồi, với hiệu ứng trên người là 80 40 chón 40 chậm. Đó, 40 chậm là sẽ đồ cũ. Sẽ đồ cũ này không phòng thủ em ơi. Lượng kháng hỏi ưu tiên và lượng kháng mọc và kháng lôi ưu tiên. Và 40 chậm từng ngập bội vậy thôi. Hiện tại bây giờ Khải muốn đang ưu tiên cho mình là lượng phòng thủ lên đỡ nó có thể trụ đam thêm một chút xíu rồi em ơi. Anh em cũng biết là con năm động nó đang bị hướng phòng thủ nó yếu thì nó rất là nhanh chết. Ok, giờ Khải mời cũng kiếp rồi. Trang cửa ngũ độc trường pháp như nè, đó, rồi kênh gai kênh mát luôn, rồi, đó, trong khi kênh mát thì đã có âm phong thực cốt, đi vào hướng âm phong thực cốt thì có thể phụ nghe mi thúy yên này. Đi bắn đánh boss này nó rất là nhanh, sau này cứ đánh về đường môn thì con năm độc này nó cũng rất là ok, và mặc đồ các bạn, đa lượng kháng của set cũ này, set mới, này. Set mới thì đẩy lượng phòng thủ lên thôi nè, nó không thay đổi nhiều, với lại hướng đam một khả sẽ tăng lên một bậc này mà. Đồ cũ Khải sẽ bỏ qua một bên. Rồi, ok. Đó, đường hướng này thì phòng thủ nó được 32 năm đấy, cảm giác nó sẽ khỏe hơn nè. Nên thấy ok chưa? 15 nè, cho anh em xem set mới nè. Rồi, 11 nè. Đó. Hôm nay Khải có một đôi giày phòng thủ 11 nữa. Nhưng mà đi hướng đôi giày phòng thủ thứ 11 nữa thì cũng ok thôi. Nhưng mà nó mất đi 40 chón nè. Mất đi 40 chón còn ngập bội nữa là Khải không có đi. Rồi, hiện tại Khải đang cố gắng sẽ đổi thêm cái chón ở hướng bao tây này mà. Chón hướng bao tây thì nó sẽ có 80 chón 40 chậm thì nó sẽ cách bùa tốt hơn và có hiệu ứng sức chiêu tốt hơn đó. Thì chắc chắn cái bao tây này Khải sẽ lên ngay 40 chón này mà được Khải xem bóp vài hôm nữa. Rồi quần máu cho em xem trong vòng này thì tầm này thấy khỏe hơn ở đây mà đó. Rồi thì đây thì Khải sẽ tăng cho nó sức mạnh 110 đó, sức mạnh 110 tăng thay ra thì độ thì đạt cho thoải mái. Với lại Khải có nhân hiệp cốt này nọ này. Rồi cái này sức mạnh 20 này, sức mạnh 14 nữa này, sức mạnh 18 nữa này. Thì mình có thể thay đổi tăng thêm sức mạnh, độ sức mạnh này. Mình có thể tăng thêm độ sức mạnh. Dù bây giờ hiện tại cái bọn sức mạnh chấm số 5 này, thì mình có thể tăng vào các kiểu là nếu 16 này. Rồi 14 này. Rồi các kiểu ngập bội luôn này. Lượng sức mạnh lên được quá trời luôn á. Nói chung là cái này từ từ đến sau mình không quan trọng lắm. Thì
thêm được thì thêm được thôi, không chả sao. Rồi trước mắt thì mình cứ tăng chuẩn như thế này đi đó, ok chưa? Hoặc là có thể tăng lượng máu lên tròn 4k được rồi, máu tròn 4k thì sức mạnh bao nhiêu. Sức mạnh máu tròn tròn 4k cho nó chọc chọc tí. Okay. 86 và 86 thì có thể thay được cái 86. Chết sơ sơ thử như này, chủ yếu là thay đôi giày với cái bao tay, chút mấy chủ yếu là thay đôi giày bao tay đại lưng này nọ thôi. Làm kích lên được sức mạnh 110 được, không có nhiều. Rồi. Giờ phải test thử sơ sơ hai cái này thôi. Cái này 18 này. Tạo giờ phải tính này, cái này 18 này. Cái này bỏ cái này 16 phút rồi. Kiếm hai cái nhẫn thổ là kích thôi. Hai nhẫn thổ là kích được nha. Cái này dư là cho ngày 10 này. Ok này. Thì hiện tại bây giờ thì Khải đang có là 18 này, 20 là 38. Mang này vào, mang này vào thì mang hai nhận thổ là kết thôi nè. Này 38, 38 với 86. Rồi, 86 cộng 38. Sức mạnh 124. 124 thì thừa nè mà. Thừa thay đổi đôi giày với bao tay nha. Rồi. Dạ thôi, sức mạnh máu 4k hợp lý rồi. Tại đôi giày với bao tay thì đôi giày thì cao lắm là 109. Nói chung là kích được sức mạnh 110 là được. Này đến 124 thì thừa. Thừa quá trời nè mà. Thừa đến 14 điểm. Rồi. Đó, giờ cho nó khỏe nè mà. Thừa đến 14 điểm cho nè. Thừa đến 14 điểm là. Rồi, ok. Khá đẹp. Cái đồ này, cái đồ phôi nè, mất đồ phôi Khải nè. Hiện tại đang khá là chật lương, tiếp nào Khải gì dọn dẹp xong. Rồi. Sau khi hướng tiềm năng đã thành công xong thì bây giờ Khải sẽ tăng về hướng hướng đam như nè, vừa bùa vừa đam nha. Nói chung Khải đang chơi con cung lô thì nói chung Khải vẫn là ưu tiên về hướng bùa kháng tất cả này mà, nhưng mà đỡ mà bắt đầu bùa kháng tất cả thì Khải sẽ phụ cái đam mới đã. Mỗi cái sẽ tăng một điểm, một điểm. Nó đang có hai kỹ năng nè nên là nó sẽ đổi lên lực đam và khá là ok. Phụ được trưởng cái nào trưởng thôi, cũng không quan trọng lắm. Trưởng pháp này. Đó, chuẩn pháp này. Một thứ 1-1 là ok xong. Tạo còn 110 điểm. Đó. Ok giờ. Bây giờ thì chuyển hướng hướng bùa thôi. Thứ nhất mua bùa thôi. Có đâu mà khá. Không hỏi nè. Cứ tự tăng lên điệu hết. Con này sẽ là vừa chuẩn vừa bùa nè. Bùa xong xuống chuẩn âm phong đã giật lại nha nè. Kèm có ngang 10 chụp nữa thì đối phương khó mà chạy nè mà. Thứ nhất là cái này tăng 1 điểm thứ nhất nè. Cái này tăng 10 nè. Rồi bắt đầu tăng bùa chứ nít thôi. Đó. Dạ thôi, cứ tăng điểm lên. Lên. Đó. Cứ 1 điểm bùa là được 1 điểm 9 nít nè. Đó, tận dụng em. Tại vì nó đang có càng khôn 2 cấp nên là mình phải tận dụng nè. Có càng khôn 2 cấp là mình đánh vừa tận dụng. Hôm nay chỉ đi bùa thôi, mình chả làm gì. Đi bùa đi boss phụ quan này nó đánh khá là nhanh. Ok, mình sẽ tăng cao lên tí. Giờ bắt đầu double 2. Thấy vậy nhưng thêm được ít điểm trưởng này nó cũng khỏe lắm nữa. Chứ lại cái cây vũ khí nữa không? Độc sát nội công 140 nữa. Nó chụp thì máu đối phương giật. Hỏi nói luôn. Tuy rằng không đi hướng trưởng, đi hướng này vẫn phụ được trưởng như nè. Đó, không? Bùa có khác gì ai đâu. Đó, ok luôn gì đâu. Đó, 20 thôi, khác gì ai đâu. Đó. Mắt bùa chưa? Đó. Dạ thôi. 32 giờ bắt đầu là mình đang con lôn đúng không? Con lôn thì mình đang ưu tiên cho nó là cái bút phòng thủ vật lý. Thủ vật lý này. Đó. Tiếp theo đó là cái kháng lôi. Rồi. Ok chưa? Nếu sau này chơi đồng môn thì sẽ bút về cái âm kháng độc. Đó. Dạ thôi. Đó. Trời ơi. Quá chắc luôn. Đẳng này chưa tăng được đâu. Tại vì phải tăng đủ năm hết. Rồi. Chúng ta đưa vào kháng độc. Đó. Giờ hiện tại thêm được 3 điểm nữa, một điểm này, những cái này nó tăng lên được âm kháng cả 34, ok rồi. Xong rồi, đơn giản nữa. Trời ơi, năm động này nó vừa đánh như bùa, nhức nắp luôn. Ok, trưởng như vui nè, đó. Đó, có nó xương, thấy xương nó dính, kéo đầu phương, kéo là hơi bị gỡ nè.
Chỗ này phải lượng động rút cơ. Chỗ có một cái còn rút này. Đó, đó, rút không? Rút không? Nửa máu 5k đi. Một cái một 5k máu đi. Ok rồi. Này Nam độc bùa anh em ơi. Đó, chuyên bùa nhưng mà phụ đam cho Nam. Phụ đam có thể lên xuống ngựa phụ đam nha. Ok luôn á. Lượng kháng thì khả nghĩ là như thế này cũng khá ok, khá tốt rồi. Không gì thắc mắc rồi. Rồi, xuống đảo cho Nam. Máu 4k đam này nó cái kiểu thứ 1-1 đẹp rồi. Chủng rồi. Chưởng rồi. Chưởng rồi. Bùa, bùa, chưởng rồi. Bùa âm vô hành động. Rồi, rồi. Ok, xong. Thứ 1 điểm như vậy tốt rồi. Dạ thôi. Đơn giản. Rồi, xuống đảo mọi người. Rồi, cái gì ngày 15 Khải sẽ lên một con ngày 10 chưởng luôn nha. Chuyên chưởng luôn rồi. Với một cái vũ khí 180 bằng sắt nội công. Thì ngày hôm đó Khải sẽ lên một con ngày 10 cho anh em xem. Cái này chúng ta chỉ bật mới thôi. Đó, cho anh em xem lại tổng thể xếp đồ năm đọc. Độc sắt nội công. Con này đi chuyên về chưởng nữa nó càng khỏe nữa. Chuyên về chưởng càng khỏe. Nhưng hiện tại bây giờ mình không có đánh được môn. Mình không đánh môn nên là mình phải chuyên, mình phải theo những này thôi. Còn nếu mà đánh được môn mình sẽ theo chuyên chưởng như này. Đánh được môn sẽ theo chuyên chưởng. Nó sẽ ok hơn. Chuyên chưởng nó chưởng gơ lắm. Đường môn giật đam cực khủng luôn. Rồi vậy thôi. Mình đang xấu cho mấy mấy 4k chỗ người. Xếp đồ sinh lực một lực đều nha nè. Sinh lực lực đều chứ không có kém rồi mà. Đó. Đó. Sinh lực khá ok nha. Sinh lực này. Sinh lực nội lực này. Sinh lực này. Sinh lực nội lực này. Sinh lực này. À sinh lực 2 hơi thấp. Nói chung mấy cái món thủ hơi thấp. Rồi ok. Tuyệt đối tương đối này mà. Rồi xuống đá nha mọi người. Anh em xem video đừng quên ủng hộ Khải một lần thay đổi này. Con đêm đọc lâu lắm rồi. Hơn 3 tháng rồi. Gần 3 tháng rồi mới thay đổi set mới này mà. Mỗi lượng kháng như này Khải thấy nó khá ổn định này mà. Tăng thêm lượng phòng thủ Khải mê rồi đó. Rồi xuống đá. Rồi hôm sau Khải lên ngày 10 như này mọi. Hôm sau Khải lên ngày 10 trưởng như này. Cho anh em bọc mới ngày 10 nè. Ngày 10 hiện tại đồ đạc thì cho anh em xem. Đây. Ngày 10 này chưa có đâu mà, được Khải thấy. Ngày 10 này mình đã khác. Ngày 10 này, con ngày 10 này Khải đang có một cái vũ khí rồi. Giờ chờ ngày lên thôi nè, chờ ngày lên đồ thôi. Ủa, con Thủy Yên này đứng hình. Đây. Lóc vô ngày 10 cho anh em xem. Chuẩn bị đồ ngày 10 cũng khá tương đối rồi, cứ từ chuyển nam luôn. Ngày 10 này sẽ đánh ngày 10 nam vậy nè. Tầm này tăng đam anh em ơi, nói chung tầm này ai cũng khỏe rồi, đồ tím này nó rồi, mình không tăng đam thì mình đánh không chết được người ta. Đây nè. Cái này hôm trước xin anh Long này. Được một cái mình lại cho anh em xem. Đây. Đó. Bình sáng nội công 184 nè. Ok chưa. Rồi. Hẹn em những video sau nha. Bye bye mọi người nha. Em ơi giờ khuya rồi. Giờ ộp nha mọi người. Bye bye.